Anh sẽ giới thiệu cho các anh em một cái combo bốn tắc đơn ha. À, đang sử dụng một cái mẫu mạch mới ha. Đây, mẫu mạch mới 2023 ICT3 6D2 có live stream để bị lập trình chống hú ha. Thì công suất của bo mạch này là 150W. Thì cho phép mình sử dụng là lo bốn tắc đơn. Bốn tắc đơn hoặc là ba tắc đôi ha. Ở đây mình đang sử dụng tái trang cấu hình là bốn tắc đơn. Bốn tắc đơn ha. Đây, đây cái main bo này. Có live stream DSP chống hú ha, nguồn sung von bát chép echo mid von mid bát mid chép guitar von này, trên này là khối live stream ha, có cổng live kết nối với điện thoại, monitor cổng tai nghe von monitor chỉnh âm lượng tai nghe, input AC 220V ha. Thì đối với cái mẫu mạch này thì cho phép mình sử dụng điện 220 hoặc là bình ắc quy. Đó, ở đây mình đang kết nối với bình ắc quy. Thì ở đây khi kết nối bình ắc quy thì mình cắm điện 220 vào thì nó sẽ sạc bình. Sạc bình trực tiếp ha. Đây, có nguồn xung đây. Còn nếu mà không có bình thì mình cắm điện 220 sạc độc lập ha. Đây, trong bo mạch đây. ICTB 316D2. Công suất 150W ha. Đây cắm miếng nhôm tản nhiệt đây. Ok, thì ở đây mặt dưới của bo mạch đây. Ok, thì mình đang kết nối với cái bát bóng tắc này, bát bóng tắc này. Ha, con 51 này ha, cái chung cái chép 350 ok chưa, đang lắp với cặp micro pin 18650 ha, dùng pin 18650 mic xịn ha, có xếp tần số chỉnh âm lượng ha, con nhôm ok chưa. Thì ở đây mình sẽ tiến hành test cho các anh em về tiếng micro. Ở đây là tiếng micro là tiếng lập trình có chống hú ha. Đây. Thì đối với cái mẫu mic pin này nó cho phép mình chỉnh âm lượng trên tay micro luôn. Ok, mình thử tiếng mic ha. 1 2 sọ sọ ta 9 9. Tiếng micro nó phải chắc tiếng như thế thì ca nó mới hay ha. À, là 1 2 9 1 2 6 6 chống hú này. Đây mới gọi là chống hú nè ha. Đó. Đó. Dí vô nó kêu ra đây. Đó, von mid mình đỡ cao nè, chép đỡ maximum luôn nè ha. Để cố tình thử cho các anh em, chép đỡ maximum luôn nè. Ha. Von mid cao nè ha. À là 1 2 6 6. Đó, trong hú thì nó phải đó, mình dí sát cái lô chép nó kêu re re mới gọi là trong hú. Có thuộc tốn trong hú ha. 1 2 6 6 8 9 10. 1 2. Ok, thì nếu anh em nào muốn ca echo nhiều thì tăng echo lên. Đây. À là 1 2 6 6 6 6 6 6. Cái tiếng nó mới mượt như thế ha, cái nó mới hay được, chắc tiếng. Rồi mình giảm echo xuống. Giảm echo xuống. 1 2 3 4 5 tăng lên chút. 1 2 6 7 8 9 10. 9 10 1 2 4 5 5 6 1 2 3 4 5 6 8 9 10. Ok ha, thử một cái đoạn nhạc cho các anh em xem. Thì đối với cái mẫu mạch T3 này thì mẫu mạch mới này đánh âm thanh rất là tuyệt vời ha. Mình thử tiếng cho các anh em xem. Hey, 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 hey
xưa bên trời muôn ngàn sóng gió trắng bình yên. Thân em bây giờ gửi phần cho ai đời trước. Okay, thì đây mình test loa rời ha. Đương nhiên chắc âm nó sẽ không bằng khi vào thùng. Thì ở đây mình cố tình mình test cho các anh em xem về cái màn loa ha, đập mạnh hay không ha, nhịp mạnh hay không, thì lúc đó mấy anh em mới theo dõi được ha. Còn mình test trong thùng thì sẽ không thấy được đó. Thì ở đây mình phải chấp nhận âm thanh nó giảm xuống một chút xíu ha. Rồi bây giờ mình tiến hành thử cho anh em một cái đoạn ca nhỏ ha, một đoạn ca nhỏ. TV-36D2 này là tiếng ca nó là dạng lập trình ha. Đó. Có chống hú ha, có chống hú ha. Thì khi mình ca ngồi gần loa mình không sợ hú hí gì ha. Thì như vậy nó sẽ bảo vệ được cái loa chép không bị hư nữa ha. Loa chung, loa bass đều được bảo vệ tốt ha, bo mạch không bị cháy ha. Ok, mình kết thúc video tại đây ha.